Chúng ta tiếp tục với nội dung hôm trước về Scrappy. Bây giờ chúng ta sẽ phải bật cái thằng nào đã. Docker. Chú ý ta có một này, ta có một cái ta có một cái máy ảo rồi này. Phép rồi này. Đó, bây giờ bật cái máy ảo đi. Bật nhỉ. Rồi tạo nhiều nhỉ, như tạo một cái mà rồi. Start Happy Gagarin Docker yes một cái luôn rồi, ta chạy luôn. Bây giờ sẽ mở tiếp cái thằng của chúng ta, cái thằng rồi chúng ta mở tiếp cái thằng cái môi trường ta rồi áp lực môi trường để môi trường ở đâu rồi nhỉ? Shop mình để môi trường đâu nhỉ? Work inclusive quốc để ở đâu nhỉ? À, gì vậy? Không phải. Trường gì không bốc nhỉ, không có gì đây bốc rồi. Mình có môi trường giả lập cái môi trường ảo của Vi Thông mà mình chạy này thôi. Sources work bin it pet rồi, chú ý đã vào một trong tập này đã có Scrappy rồi, nhưng mà ta sẽ cd lên cái mục mà ta hôm trước là làm được đi cd đọc của mình. CD graphics rồi ta có multi ta truy rồi ta có kiểu đó CD multi rồi, thì ta mở một cái video code ra code. Để mở sẵn chơi thì chúng ta bây giờ cần làm đó là hỏi đẩy dữ liệu những cái lock này, để những cái lock này vào trong một cái đối tượng đó là lưu trữ ra via file hả? Chúng ta sẽ cần phải thêm một cái đây đây là import from property đây. Property item import property item ở đây ta có là rồi tiếp theo về item này đây chính đây này cái lớp chúng ta định nghĩa sẵn ấy là for property là cái property này thư mục cái thư mục property này có là item là cái thằng này item này chứa thông tin về cái gọi là cái một lớp property item là chính là cái ta định nghĩa đây được chưa?
chúng ta sẽ đặt tên vào cái nhá. À, hay không? Giờ nó đi. Đây là đặt này. Item item thứ kiểu title. Item. Bằng property item. Hãy báo một cái biến nhé. Rồi, item.type. Nó bằng là copy thằng nguyên kiện. Copy nguyên kiện này xem. Respond này. Check. Còn item.fry item quá trị là fry một field thì trường nó trường fry tầm thể đấy chị này đây chị này định nghĩa cái fry lại một cái trường định nghĩa này đây chúng mình trước làm rồi đây. Fry định nghĩa description address email URL đó sẽ copy lên đây. Theo ta sẽ description rồi address email URL không? Item trường là trường trường address là description bằng rồi item thứ address bằng tiếp theo item chữ image file item cái trường của nó là tên nó trường nó có tên này này xong bây giờ trả về item khi nó chạy rằng là khi chạy đó sẽ trả về kết quả nào rồi nó chạy được nó chạy thử cái lệnh grabby ground basic đây xem có gì không nó trả về lỗi à không có copy à cơ thấy không đấy có rồi đấy lỗi gì nhỉ có quả luôn quả này clear lại cơ score basic nào lại lỗi nhỉ nào đây. Không một trang nào let
respond. À, biết thiếu này, expand. Thằng này là s và e đây, expand đây, biết nhầm. Chữ r. Đây. Đây là thông tin đây. Địa chỉ này. Mô tả này. Ảnh này. Giá thành là cùng là title. Có đây. Như trước. Đây là sẵn sàng lưu file rồi. Bây giờ có thể để dựa vào file. Vẫn scale thế. Chữ O. Item. Chấm. Ví xem. Ta sẽ lỗi à? À không. Chỉ con chỉ dừng. Xong. Yes. Đã có cái item này. Kết. Item chấm json đã có kết quả như này. Hơi xấu nhỉ. Có lẽ cho cái nào nó xinh xinh tí. Chữ o item chấm gl. Xấu sao xấu nhỉ, nào mở ra xem nó có xấu nào. Đây thì sơn đúng, nó không được comment nhá, tôi xấu rồi. Mô tả này vì nó cần đây có gì lớn nào, muốn thế nó cũng một dòng cũng có đẹp hơn tí. Không biết này nhỉ? Cần phải ship y à? Cái dùng thằng user này. Không biết rồi. Đấy, đẹp ngay đấy. Có lệnh ngay này. Type file description. Có định dạng của thằng user này. Ta sẽ chuyển sang dạng CSV cũng được. CSV tức là dấu phẩy. Có đây, xích về đây. Rainbow CSV. Có thông tin này, nó có này không? Các cái headline nói. Có cái tựa lên cùng này. Ở dưới kỹ thuật đây là những cái đoạn mà dùng này. Address này, London này, rồi description thì bị tách quả không có gì này. Cái này bị lỗi, cái này không phù hợp lắm, cái này bị không có không nhiều không dòng nên ra không phù hợp với cái thằng này. Thôi thì biết nữa, biết không chưa có, không biết là chưa có, ai sẽ không có đúng không? Thằng biết thằng xếp về từ hết thứ trong cái item chúng ta có ở ngày chúng ta sẽ thêm vào này, không tìm biết này, vừa rách này chưa có để chống chống. Rồi, lại khá như vậy. Bây giờ thì ta có thể ổn định rồi. Tất nhiên ngoài ra phải gửi cái nội dung này lên file một cái server đó. Nhưng mà cái này thì cũng chưa cần lắm, cần thì thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp nhỉ? Bây giờ ta sẽ ok đã. Sau video sau sẽ tiếp tục cái mục khác, mục liên quan đến việc là lấy các thông tin khác nữa.